vì đã xác định thiệt mạng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 340 người được lực lượng cứu hộ giải cứu trong những lớp đất đá. Tại thành phố Đài Nam, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất, 8 tòa nhà đổ sập hoàn toàn và 5 ngôi nhà bị sập một phần. Trong đó có một tòa chung cư 17 tầng với khoảng 60 hộ dân. Người đứng đầu chính quyền Đài Loan cho biết, một trung tâm ứng phó khẩn cấp đã được thiết lập cùng hàng trăm cần cẩu, thiết bị cứu hộ cũng được điều động từ Đài Bắc tới. Cũng trong